Kính chào quý vị và các bạn. Trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta vẫn có những cái thời gian chúng ta nhìn lại giá trị nhân văn, nhìn lại về một người con, một người sử dụng Facebook. Trong video lần này, tôi cũng vẫn tôn chỉ là báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi thấy bài này hay quá, hay vì có tính nhân văn, hay vì giật mình tỉnh lại, mình cũng là một người con. Các bạn ạ, thông qua cái video này, tôi cũng muốn chuyển đến quý vị và các bạn một thông điệp rằng trong trường hợp quý vị và các bạn muốn đi làm vào những giờ hành chính chiều tối, các bạn cũng quây quần với gia đình, thì tại sao các bạn gọi cho luật sư vào những lúc 9 giờ, 10 giờ tối, rồi nhắn tin thứ nhất, rồi tin thứ hai, rồi hờn, rồi dỗi? Các bạn phải hiểu rằng nếu như các bạn đi làm vào giờ hành chính thì luật sư cũng đi làm vào giờ hành chính. Và nếu như trong trường hợp các bạn cần hỏi những cái câu hỏi, có thể các bạn có thể cái khung giờ từ 8 đến 9 giờ, hoặc các bạn gọi vào cái khung giờ khác trong giờ hành chính cũng được. Tôi cũng là một đứa con trong một gia đình, tôi cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, cần có thời gian một người mẹ để chăm sóc các con trong các gia đình. Các bạn nhớ nha, nếu quý vị và các bạn gọi cho tôi thì vui lòng gọi vào cái khung giờ hành chính để chúng ta có thể đủ thời gian để tỉnh táo. Tôi không phải là một gọi là một người không cần phải sức khỏe, cũng cần phải ngủ nghỉ. Thưa quý vị và các bạn, thôi thì những cái khó khăn chúng ta nói nhỏ nhau để chúng ta hiểu. Còn thì nếu quý vị và các bạn gặp những khó khăn, những cái lĩnh vực luật, đặc biệt là những cái lĩnh vực trong những cái đời sống hàng ngày, thì các bạn cứ gửi Gmail để ở phía dưới đường link hoặc như thế nào đó, tôi sẽ cố gắng từng bước một trả lời cho quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta phá lệ một chút, chúng ta nói về vai trò của một người con khi góc nhìn người mẹ sử dụng công nghệ thông tin nha. Khi người già sống ảo trên Facebook. Bài này của phóng viên Ánh Dương đăng vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Có nhiều thời gian rảnh rỗi, người già có thể bị cuốn vào Facebook. Rất nhiều gia đình vì vậy mà xáo trộn, gây gổ do những chuyện không đâu. Các cô chú nên sử dụng mạng xã hội như một kênh giúp chúng ta bước vào thế giới, quan sát làm cuộc đời bằng nhiều góc nhìn hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể cân bằng giữa quỹ thời gian. Sử dụng mạng xã hội ảnh hưởng đến các hoạt động của cá nhân như giải trí, thể thao, giao tiếp với mọi người. Trở về sau chuyến du lịch Thái Lan, cô V tỏ ra khá mệt mỏi. Ngược lại, mẹ của cô lại có phần phấn khích. Bà không ngừng chụp ảnh tự sướng và luôn yêu cầu V chụp ảnh cho bà để đăng lên Facebook. Trong suốt thời gian đi du lịch, cứ mỗi 30 phút bà lại đăng lên Facebook một lần. Các bạn ạ, không phải chỉ có bà già đâu mà chính bản thân tôi, nhiều khi tôi không có thể nào cưỡng lại được những cái cảnh đẹp, chúng tôi cũng phải đăng lên nữa. Du lịch trên Facebook, V cho biết cô đã xin nghỉ phép đặt tour để đưa mẹ đi du lịch, bởi thời gian gần đây mẹ cô tâm sự rằng bà ao ước được một chuyến đất nước Thái Lan, nhưng bà không biết ngoại ngữ, không thể tự xoay sở ở nước ngoài. V tin rằng mẹ có thể vui bởi chuyến đi cùng con gái. Vừa đến sân bay làm thủ tục, V thấy mẹ rất hăng hái đăng ảnh chụp up face. Khi xuống sân bay ở Thái Lan, bà đã tìm chỗ có wifi để kiểm tra xem có ai like, ai comment hay chưa. Kể từ đó, suốt một chuyến đi du lịch
Mẹ của V chỉ chăm chăm chụp ảnh đăng lên Facebook mà không tập trung vào chuyện gì khác, kể cả lúc thưởng thức tiệc buffet. Các bạn ạ, kể từ khi tôi lao vào trong cái việc làm kênh YouTube, nhiều khi nói thật với quý vị và các bạn, tôi vẫn nói với đi vơ chơi với gia đình đó, nhưng tuy nhiên tôi vẫn phải quản lý thời gian quay 10-15 phút. Nhiều khi thích quá lại quay tới nửa tiếng để chồng, để con bơ vơ và cảm thấy mình cũng hối hận. Sau này thì con và chồng cũng hiểu rằng đây là do một cái tính chất công việc, chứ cũng không phải là do đam mê. Tôi cũng phải cố gắng cân bằng giữa cái việc công việc và gia đình. Đó là một cái điều mà tiên quyết để tránh cho những cái hạnh phúc gia đình, cái tuổi thơ của con cái lớn lên trong cái sự chăm sóc của một người mẹ ở lứa tuổi U40 các bạn nhé. V thương mẹ, phụ nữ chân quê giản dị, lần đầu tiên đưa mẹ đi nước ngoài, thấy mẹ phấn khích như thế. V cũng thương mẹ, mấy lần V nhắc mẹ đừng chăm chú vào Facebook sẽ bị mất thời gian thưởng thức chuyến đi, nhưng không được. Sau đó bà tâm sự với con gái: cô hát bạn của mẹ tháng trước khoe ảnh đi chơi Campuchia, ngày nào cũng đăng ảnh. Cô còn hỏi mẹ tại sao cô con gái công tác nước ngoài như đi chợ mà mẹ chưa được đi đâu. Lần này mẹ úp vay cho biết. Lúc này V mới biết chuyện đi chủ yếu là để cạnh tranh với Facebook bạn của mẹ. Nhưng điều đó cũng không có gì đáng nói. Nếu một tối về khách sạn, V thấy mẹ buồn bực, bà đưa cô xem một hình bình luận của đứa cháu: mấy ngày nay cô đăng nhiều ảnh quá, cô đi được chục nước rồi hả cô? Mẹ cô cho rằng người cháu này có ý định mỉa mai mình. Bà nói mẹ đăng ảnh nó không like nhưng vô còm như vậy, comment đó có gì. Trong khi cô H đăng ảnh nói nào nó cũng vô like hết. Nó chắc chắn có ý gì đó và bà unfriend luôn cô cháu gái của mình như thế đó. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa Facebook, văn hóa YouTube hiện tại cũng rất là nhiều cái cung bậc khác nhau. Các bạn biết không, có những lúc tôi đăng trên YouTube, không biết mình có quá lố hay không. Tuy nhiên thì có nhục vài comment cũng vẫn có những cái thái độ chọc ghẹo. Thì các bạn biết rồi, tôi thì rất nghiêm túc. Tôi không có một cái thái độ để trong đầu mình những cái tư tưởng tiêu cực. Nếu quý vị và các bạn nào đó cho rằng tôi có những cái thái độ để chiêu trò thì không xem vào xem của video cũng như xem kênh của tôi, để tránh mất thời gian cho cả bạn và cả tôi. Tại vì mỗi người có thời gian 24 tiếng đồng hồ thôi. Nói như vậy cũng xin lỗi các anh chị em rằng là những người đang yêu quý tôi. Các bạn ạ, hiện tại không hẳn trên một cái Facebook cá nhân đâu, mà trên những cái luồng ý kiến đa chiều, một cái áo màu xanh nhưng mỗi người nhìn ở góc độ là xanh này xấu quá, nhiều khi xanh này đẹp quá, xanh này nhạt quá, xanh này đậm quá. Các bạn thấy không, mỗi một người có những ý kiến khác nhau. Chúng ta sẽ tôn trọng và chúng ta biết giữ cho chính bản thân chúng ta những điều gì đó. Tổn thương vì Facebook. Mẹ của Y cũng tham gia Facebook vì ở nhà không có việc gì làm cũng buồn. Y đã dành thời gian vào Facebook của mẹ mỗi ngày để nắm bắt tình hình thời sự. Y kết bạn với bạn của mẹ, trong đó có cô T, cũng là cô giáo cũ của Y. Cô T mới đây đăng những dòng trạng thái rất tâm trạng. Mẹ của Y cho biết cô T và chồng đang lục đục bởi ông đi họp đất cũ nhưng về không đăng hình ảnh gì trên Facebook. Xin nghi cô T đã vào Facebook bạn của chồng và phát hiện khá nhiều hình ảnh chồng mình chụp ảnh thân mật với bạn học, người yêu cũ. Cô người yêu cũ sống đơn thân nhiều năm nay. Từ sau buổi họp lớp, cô có
cô người yêu cũ thường xuyên đăng thơ tình và dòng tâm trạng phơi phới. Chuyện của gia đình cô Tê nay thành tâm điểm thời sự của cả lớp học đồng khóa. Một người bạn của y khi về thăm mẹ, ông cũng rất chăm chỉ đăng ảnh cùng phây, trong đó có phóng sự. Ông gặp các bạn thời chân trâu và làm tiệc thân mật quê bằng thịt chó. Vài ngày sau, bài đăng của ông bị người chia sẻ lại, sau đó rất là nhiều hình ảnh thóa mạ, chửi bới những người xa lạ trên mạng là đổ bộ vào Facebook của ông. Ông phải đóng Facebook và nhập viện vì sốc. Mẹ của y thỉnh thoảng cũng chia sẻ những tin đồn thất thiệt, và cô chú bạn của mẹ y cũng bình luận rôm rã, thể hiện nỗi đau buồn, bất lực trước việc rất tào lao trên mạng. Y vội gọi cho cậu em trai ở chung với cha mẹ căn dặn: em nhất định không cho chị em cho bố chơi Facebook nhé. Chị em mình tìm cách cai Facebook cho mẹ, nhưng đến nay nhiệm vụ này đối với chị em mình xem như bất khả thi. Thưa quý vị và các bạn, ở lứa tuổi mẹ tôi, tức là khoảng trên 70, có rất là nhiều người cũng chơi Facebook, mà đa số là các cô, các chú là những Việt Kiều. Các cô, các chú để nhớ về những cái rất là Việt Nam. Tôi nhớ có kỳ người cô ruột của tôi thì thông thường Facebook thì đăng rất là nhiều hình ảnh. Thì cô đã đăng từng cái, trả lời từng cái comment, các bạn ạ, từng comment của từng trang ảnh đăng lên Facebook. Và điều đó cũng làm cho những người trẻ của chúng tôi cảm thấy vui lây. Và chính bản thân tôi đây, khi chúng tôi sử dụng Facebook thì chúng tôi cũng biết cẩn trọng, và chắc chắn rằng là công nghệ thông tin là không thể thiếu được trong đời sống hiện tại, nhưng chúng ta cũng phải biết quản lý thời gian và quản lý cái việc cái nào là ảo và cái nào là thật, quý vị và các bạn nhé. Để kết thúc bài này thì tôi đọc cái phần cần có sự kết nối giữa thực và gia đình. Bản thân người già khi có nhiều thời gian và họ hoài niệm về quá khứ, về vai trò xã hội của mình là điều không thể tránh khỏi. Trong đó ở tuổi này, nhu cầu là có thật. Khi có thêm công cụ công nghệ thông tin thì nhu cầu này được bày tỏ nhiều hơn, dễ dàng hơn với người lớn tuổi. Ở tuổi này, họ thường xuyên đăng tải những điều không được tích cực về mặt cảm xúc là dễ hiểu. Song bên cạnh đó thì cũng có những quy luật tâm lý, người lớn tuổi vẫn tìm cách kháng cự với những cảm xúc tiêu cực của tuổi già. Thế nên họ thường xuyên đăng ảnh để chứng tỏ cuộc sống của mình vẫn ổn, rất vui, nhưng với hàm lượng quá nhiều, không kiểm soát được nên thành sống ảo. Con cái cần làm cho họ là cảm thấy không cô đơn và bị bỏ rơi. Họ sẽ phải tìm đến xã hội, đó là giải pháp mang tính bền vững. Đó cũng là cơ hội để cho người trẻ giúp đỡ người già về mặt công nghệ, giúp họ lục thông tin, cái nào nên share, cái nào nên like, giúp họ bình tâm trước nhiều thông tin loạn. Vai trò giúp đỡ của người trẻ chỉ thể hiện hiệu quả khi sự kết nối thực sự, nếp nhà là thực sự. Thưa quý vị và các bạn, thông qua bài báo này thì tôi cũng cảm thấy giật mình. Hình như thời gian mình sống ảo trên Facebook, trên YouTube nhiều quá. Và tại sao chúng ta lại có thể trả lời những người quen, chúng ta có thể trả lời và có thể làm vui lòng những người rất là xa lạ. Tuy nhiên chúng ta lại quên cái vai trò làm con, làm vợ, làm chồng, làm mẹ của mình. Cảm ơn bài báo đã cho tôi biết giật mình nhìn lại chính bản thân mình. Có lẽ trong bộn bề công việc, tôi vẫn phải cân bằng giữa công việc và gia đình. Nếu quý vị và các bạn yêu mến chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì quý vị hãy chờ những cái cung bậc, vì tôi sẽ không quá nhiều thời gian cho YouTube các bạn nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.